Em là bố đơn thân, cho nên là về công việc nội trợ gia đình em đều làm cũng khá tốt. Bố đơn thân hả? Dạ, em có mấy người con? Dạ em một người con. Trai hay gái? Dạ em con gái. Con gái hay mấy tuổi rồi em? Dạ gái năm nay 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi, chăm lo con gái cũng vất vả lắm nha. Dạ. Em ly hôn năm 2018. Em có 2 đứa con trai là sinh năm 2012, một đứa con gái 2013. Hiện bây giờ thì em đang ở với con gái, còn con trai thì đang ở nhà nội. Tức là muốn tìm một người để mặc dù có thể là người phụ nữ họ mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, phía sau màn đêm thì họ cũng sẽ cần đến một bờ vai, không phải để tự vào mãi mãi mà để có thể khi em khóc thì có thể ai đó sẽ hiểu được. Em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn gái bên cạnh. Em xin tự giới thiệu, em họ tên đầy đủ là Phạm Văn Sơn. Em sinh năm 1986, em quê quán ở Nghệ An. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở bên Hòa, Đồng Nai. Em làm gì Sơn? Dạ công việc của em là bên kỹ thuật, bên điện tự động. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Mình tên là Võ Thị Hoa, sinh 1986 và quê ở Bình Định. Hiện bây giờ thì mình đang là phụ trách về phòng nhân sự cho một công ty xây dựng công trình giao thông ở tại Thủ Đức. Ở đây thì Hoa sống với ai? Hiện bây giờ thì Hoa đang sống cùng với con gái. Em nói cho nhà gái nghe ưu điểm và khuyết điểm của mình đi em. Em là một người năng động trong cuộc sống. Em là bố đơn thân, cho nên là về công việc nội trợ gia đình em đều làm cũng khá tốt. Bố đơn thân hả? Dạ, em là bố. Em có mấy người con? Dạ em một người con. Trai hay gái? Dạ em con gái. Con gái hay mấy tuổi rồi em? Dạ gái năm nay 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi, chăm lo con gái cũng vất vả lắm đó nha. Dạ. Em với bà xã chia tay nhau lâu chưa? Cũng được 2 năm rồi. 2 năm. Mình ở với nhau mấy năm thì chia tay em? Dạ ở với nhau 7 năm. 7 năm? Dạ. Cũng có gì căng thẳng lắm mới chia tay nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Lỗi do em nhiều không? Chắc lỗi cũng cả hai người thì mới đi đến như vậy. Nhưng mà mình phải nhận ra cái lỗi mình trước. Để chi? Để mình thay đổi thôi chứ không gì trơn á. Theo em nghĩ thì lỗi của em thì có thể là thời gian lúc đó thì sinh em bé ra thì em xin đi làm ca đêm cố định. Thời điểm giãn cách xã hội thì bé em lại về quê, thì hai vợ chồng trong này thì em đi làm ca đêm còn vợ làm ca ngày, thì thời gian có thể em dành cho vợ có thể quan tâm ít đi. Đấy. Cho nên là cái quan tâm ít đó là hết sức là nguy hiểm. Dạ, dạ. Đó, lỗi mình đã nhận ra được rồi thì sau này có gia đình hoặc có người yêu gì đó thì mình phải quan tâm người yêu hoặc vợ nhiều hơn nữa nha. Dạ. Nhà gái thì sao nè? Ưu điểm khuyết điểm như nào nè? Em gái. Dạ. Khuyết điểm của em đó là khi mà em giận đó, thì em không có nói. Em ru và rù luôn. Dạ vâng ạ. Ta hỏi cũng không nói luôn. Dạ không. Làm sao người ta biết mình giận? Chính bởi như vậy cho nên là em cảm thấy là mình cần phải khắc phục lại cái nhiều điểm đó của mình đó. Đúng, mà giận thì nói tôi giận. Giận cái gì đó? Tôi giận cái gì thì tôi phải nói. Tiếp theo nữa là về nhà mà thấy nhà cửa mà cứ tan hoang ra xong không bị gọn, không được gọn gàng, không được sạch sẽ là bắt đầu là nổi cơn lên. Nổi cơn lên. Rồi, đường tình duyên sao? Em ly hôn năm 2018. Em có 2 đứa con. Con trai là sinh năm 2012, một đứa con gái 2013. Hiện bây giờ thì em đang ở với con gái, còn con trai thì đang ở nhà nội. Về đi làm về là phải lo chăm sóc con gái nữa. Bé thì nó cơ thể tự lập hết rồi. Buổi tốt rồi. Dạ vâng, buổi sáng thì chỉ có 2 mẹ con đưa nhau đi học thôi, xong rồi buổi chiều thì 2 mẹ con đón nhau về rồi nấu nhau cho nhau ăn. Còn hôm nào mà mẹ làm tăng ca thì con sẽ tự lo ấm cái bụng của mình được rồi. Bây giờ nè, em muốn có một người vợ tương lai là sao, em nói cho anh nghe thử coi có giống bên kia không? Nhà trai. Dạ em chào chị. Mong muốn của em tìm một người vợ tương lai, thứ nhất là hiểu được cái hoàn cảnh của em và thông cảm cho em, có cá tính một xíu. Có nghĩa là ví dụ như mình đi chơi đâu đó thì có tất cả mọi người thì mình có thể là người tạo niềm vui. Bạn bên kia làm được á, bạn bên kia rất là thông minh mà lanh lợi đó. Chủ động, bạn bên đây là chủ động trong cuộc sống. Còn Hoa thì sao? Hoa mong muốn người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cảm ơn Hoa. Thật ra thì Hoa cần nhất là một người đàn ông tử tế. Bây giờ thì kiểu như là cũng đã từng đổ vỡ rồi, cho nên là hiện mình phải đang sống cùng với con gái. Thế thì đây cái còn nhất đấy là người đàn ông đó phải có đủ cái sự bao dung, đặc biệt là thấu hiểu nữa, để có thể chia sẻ được. Nếu như mà đã chấp nhận thì không có kiểu như là con anh, con tôi hay là gì cả, kiểu như thế. Đúng rồi. Rồi chúng ta đã rõ sơ sơ về nhau rồi, giờ gặp người thân đi. Hoa đi với ai? Không có đi cùng với người thân được. Rồi, để đó, có Lan nè. Có Lan. Có Lan. Sao, bên kia đi với ai? Dạ, em đi với anh em. Rồi. Chào nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan, chào bên nhà gái, chào em. Em là Trần Thế Dũng, là anh họ của Sơn. Sơn thì là một người rất là vui vẻ, hòa đồng. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì cũng là một cái duyên. Thì hai bạn có trao nhau cơ hội để tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Cảm ơn nhà trai. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sơn. Mạnh dạn bước qua. Đây có duyên gặp em ở đây thì anh hy vọng rằng bó hoa này sẽ là một điểm xuất phát cho chuyến xe tình yêu của anh và em đi đến hết chặng đường còn lại. Cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà. Đây là cuốn sách mà em vừa mới chọn. Cuốn sách này thì có tựa đề là Giết chết con quỷ trong bạn. Nếu như mà hôm nay mình có thể bấm nút với nhau được thì em mong rằng là có thể mỗi ngày sẽ nghe anh chia sẻ về những gì anh đọc được trong cuốn sách này. Đúng sẵn sàng. Ở đây thì em có một bài thơ mà hôm qua em mới làm dở dở. Tự nhiên là cái bài thơ này nó chưa có được hoàn hảo câu cuối. Thì em mong là cái câu cuối này anh sẽ điền vào. Tựa đề của bài thơ này là Mưa ơi đừng rơi nữa. Mưa lớn quá, mưa làm lòng em lạnh. Gió xào xạc như những trận cuồng phong. Bước chân em đi nhanh rồi lại tắt. Tiếng lòng em như khắc khoải đợi chờ ai. Có phải anh đang chờ em phía trước? Trong phút chốc em như nài như giận. Bao ấm ức vỡ òa trong nước mắt. Đôi vai gầy nhún nhảy gọi mưa ơi. Mưa làm chi cho khóe mắt em cay. Cho thêm sầu thêm tuổi lại thương mình. Chân bước lạc chơi vơi trong quả ngập. Mắt nhạt nhòa môi em lập cập run. Đưa ánh mắt thấp thoáng lạc màu muôn. Với cánh tay em như thấy bóng hình. Rồi lẩm nhẩm sao giờ anh mới đến. Còn câu cuối để cho anh được. Hy vọng rằng mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau và có một kết quả tốt đẹp. Mình cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Rồi, mời hai bạn đi. Bạn gái đọc thơ rồi bạn nam thể hiện tài năng của mình chút đi. Vâng, thì em cũng xin hát một khúc thôi. Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân kiêu sa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước, anh sẽ như là chiếc gương, để được em soi, được em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước, anh sẽ như là chiếc son môi, để được em bôi, ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Anh là con trai, anh nói trước ha. Dạ vâng ạ. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy em rất là dễ thương. Có thể cũng là một người mà anh cần để ở bên anh suốt chặng đường còn lại. Hiện tại đây thì anh đang sống với con gái của anh. Còn về công việc thì một tuần anh cũng làm 4 buổi, còn anh nghỉ 3 buổi. Thì em có thể muốn là anh sắp xếp thời gian như thế nào để dành cho em? Em thì không có quá khắt khe về thời gian, cho nên là cái việc mà thời gian dành cho nhau thì mình có thể thu xếp được. Mặc dù là em ly hôn đã 5 năm rồi, nhưng mà hôm nay em mới lấy hết can đảm để đến đây. Thứ nhất là muốn tìm một người để, mặc dù có thể là người phụ nữ họ mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, phía sau màn đêm thì họ cũng sẽ cần đến một bờ vai. Không phải để tựa vào mãi mãi, mà để có thể khi em khóc thì có thể ai đó sẽ hiểu được. Còn về những thứ khác thì tất cả mình có thể thương lượng được trong cuộc sống. Anh cũng có một bé gái, em cũng có một bé gái đang sống với em, đúng không? Thì anh không quan niệm là con anh hay là con em. Dạ. Đã là về với nhau thì con là con của chúng mình hết. Mình đều phải dành cái sự yêu thương cho con như nhau. Và đặc biệt có thể mình phải dừng nhiều nữa. Tại vì con mình đã thiệt thòi rồi. Thiệt thòi hơn so với những đứa bé khác. Anh đang ở với ai? Ngoài con gái của anh ra thì anh đang sống không? Hiện tại thì đang ở với con gái thôi. Còn thỉnh thoảng thì cũng có mẹ anh vào hỗ trợ của anh. Nhưng mà ở nhà ai? Nhà của anh. Mình phải hỏi cho tới luôn. Dạ vâng ạ, dạ vâng. Nghĩa là giờ em có nhà riêng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó cũng là một cái điều gọi là ổn định đó. Anh có những cái chỉ tiêu nào khác về cái người phụ nữ mà sẽ đi cùng với anh và con anh hay không? Thông cảm cho nhau và yêu thương nhau. Theo anh nghĩ là có yêu thương thì sẽ có tất cả. Như người ta nói là có nắng thì hoa sẽ nở, có gió mây sẽ bay, đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Okay, em cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình trao đổi với nhau chút xíu nào. Em trai tới nắm tay bạn gái đi. Bây giờ nếu hai đứa đến với nhau thì mình ở đâu? Đó, nhìn thẳng vào mặt nhau nói đi nào. Nếu mà mình về với nhau thì em muốn mình ở đâu? Tại vì anh ở bên Hòa Đồng Nai thì anh cũng có nhà riêng ở dưới đó. Cái việc mà ở Đồng Nai thì cũng không phải là vấn đề khó khăn. Ở đâu cũng được. Vậy mình quyết định nếu như mà về với nhau thì mình về bên Hòa ha. Nếu mà mình quen nhau thì em muốn mình tìm hiểu bao lâu thì mình có thể tới với nhau? Thời gian nó không có nói lên được điều gì hết. Quan trọng nhất là trong thời gian tìm hiểu đó mình cảm thấy là thứ nhất là đủ yêu thương, thứ hai là đủ thấu hiểu, và thứ ba nữa là phải được hai tiểu công chúa mình đồng ý. Thì anh sẽ cố gắng không bao giờ xảy ra những vấn đề mà sai sót trong cái quá khứ của anh nữa. Ok. Yeah. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta đủ lớn, đủ bản lĩnh để có thể quyết định cho cuộc đời của mình. Thích thì bấm, không thích thì chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Và bấm phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha. Chuẩn bị. 1 2. Bấm một lượt mới hay chứ. Chúc mừng hai bạn. Rồi, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Một nụ hôn đầu tiên. Đó. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào em. Và em xin chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Ngọc Bình, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh ở quận 3, quê em ở Lâm Đồng và em đang sống ở quận 9 ạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và các vị khán giả và bạn nữ bên kia. Em tên là Huỳnh Minh Nhật, năm nay 24 tuổi ạ. Hiện là em là rap food ạ. Chở đồ ăn nữa ha. Dạ, em ở quận 12 ạ. Tức là nhà ở đâu? Em ở Tây Ninh ạ. Em tên Bình. Tên Bình thì hay có nickname lắm, em như Bình Thủy nè. Rồi Bình, em có nickname gì không? Dạ, em có nickname là Bình Bò. Bình hả? Bình Bò hả? Ủa sao lý do tên Bình Bò vậy? Dạ, tại vì hồi xưa em lên Sài Gòn học là em ở chung với mấy bạn thân của em. Thì hồi sinh viên năm nhất ít môn học quá chị. Xong rồi cứ ở nhà ăn xong rồi ngủ, ăn rồi ngủ. Xong lúc đó là em lên một lần 3 kg. Mấy bạn em mới kêu là con này là con bình heo. Nhưng mà tại vì bình heo thì cái nickname nó không có hay lắm, cho nên đặt là Bình Bò. Cái từ heo nó không vô với chữ bờ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó là cái nick dễ thương mà không sao hết trơn á. Em nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, rất là ham học hỏi, cũng biết làm việc nhà, rồi biết nấu ăn nhưng mà nấu không có ngon. Làm mấy món mới á chị, xong rồi làm xong đổ không ăn được. Có bao giờ đưa bạn bè mình thử không để những đồ ổn vậy? Hồi xưa thì có người chịu trận là bạn trai cũ, giờ hết rồi chị. Hy vọng là hôm nay sau khi mà em lên chương trình thì có người sẽ chịu thử món ăn của em ha. Dạ. Mà đừng có đổ phí lắm em ha. Đúng rồi. Có gì đem tới anh với Nam Thư ăn cũng được. Đúng rồi. Rồi mời bạn trai mình nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Thì ưu điểm của em là dễ tính, không uống rượu hút thuốc ạ. Em là có tính chắc bạn nữ rất thích, là thích dẫn bạn nữ đi uống trà sữa với đi chơi đi phim rồi. Trai uống trà sữa nhiều không? Lắm chị. Không, em dẫn bạn đi thôi chứ em uống ít lắm nè. Bình cũng thích uống trà sữa nè. Dạ em nghiện trà sữa luôn á chị. Nghiện luôn. Có nào ngày uống 3 ly trà sữa thay cơm không? Có thiệt luôn á. Dạ. Hàng kia lên là 3 kg đó. Dạ. Em gái em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình rồi anh, hơn 3 năm. Tụi em chia tay được cũng gần 1 năm rồi ạ. Nguyên nhân tại sao vậy em? Em nghĩ là do tụi em bị lời nguyền đi Đà Lạt á anh. Tại sao không hiểu? Có một cái lời nguyền đồn thổi như vậy. Tất cả các cặp đôi đang yêu nhau đang rất hạnh phúc. Nếu đi về vùng biển vắng thì có thể là hạnh phúc nha, nhưng mà cứ nắm tay nhau lên Đà Lạt tận hưởng không khí xe lạnh là về cuối cùng mỗi người lạnh một con tim, chia tay. Ủa vậy đó hả? 10 cặp như chục ai nhắc tay nhau lên Đà Lạt về cũng chia tay đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao thấy ai yêu nhau cũng đi Đà Lạt hết vậy ta? Không lẽ họ muốn chia tay? Dạ nên là ví dụ mà có quen bạn nam bên kia là em không có đi Đà Lạt chơi đâu á nha. Em cũng từng dắt người yêu đi Đà Lạt. Ủa vậy hả? Chia tay. Vậy thôi mình chuyển qua Đà Nẵng đi. Ừ vậy đi. Còn bạn nam? Dạ thì em trải qua được một mối tình 3 năm ạ. Từ năm học lớp 12 đến lúc em học đại học năm 2 ạ. Ủa giống nhau ta? Hai bên đều có mối tình 3 năm. Người nào kéo rào qua hai bên nó ủa gặp rồi. Ủa người yêu cũ. Ủa đi Đà Lạt nè. Có nào vậy không? Không em chưa đi Đà Lạt ạ. Em đi núi Bà Đen nên chia tay ạ. Trời đất ơi. Không đi núi Bà Đen luôn nha em. Không luôn nha. Dạ. Bắt lẹo. Thôi tới bạn muốn hẹn hò. Nắm tay. Em công việc của mình là grab food, là giao thức ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nào bị bom chưa? Dạ thì em đã mập lên được vài ký rồi đó chị. Trời ơi thấy thương quá anh hiểu không? Anh hiểu không? Anh hiểu bom hàng là gì? Thương anh Linh quá. Tức là ví dụ như em đó gọi điện tới giao tới em cái pizza nha. Trời ơi nhà em địa chỉ đó 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 đó. Xong giao tới chị Bận ơi, chị Bận ơi, chị Bận ơi, hoặc giao tới thứ ba cái khách vừa gọi không nghe máy thì bạn phải ôm cái bánh pizza, tả bánh pizza lại cửa hàng ai nữa vô anh mua trả tiền rồi đem ra mà chết mồ không em. Em chở em anh tới 5 chén chè sôi nước, 5 chén chè đậu, 5 chén chè gọi là khoai môn, 5 chén chè hạt sen, 5 ly chè cốc tai. Em chở liền đi. Anh cũng đổi tên đi, cái gì mà anh đặt về nhiều dữ vậy anh Linh? Anh đổi tên Quyền Linh. Đổi tên gì? Tên xui quá. Bậy bạ, tên Quyền Linh dễ thương muốn chết. Thư hỏi nè, trước khi mà em làm cái công việc giao hàng này á thì em làm gì? Em học đại học xong ạ. Đại học gì? Giao thông vận tải ạ. Tôi làm đúng nghề rồi. Học giao thông thì giờ chạy xe cũng tham gia giao thông vậy. Người ta làm mà ngành gì? Ngành nói gì vui thôi. Ngành điện tự động tàu thủy ạ. Tại sao là cuối cùng em lại đi làm này? Em thấy là em chọn không có đam mê với đó nên em chuyển. Hồi đó ai chọn cho em giao thông đường thủy đó? Tự chọn ạ. Tự chọn rồi sao nó không hợp? Tại hồi đó em chọn đại ạ. Sai lầm của bạn trẻ là học đại, thi đại rồi chọn đại đó. Tôi phải nghiên cứu rất là rõ đúng không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Giống chị em là được rồi. Giống chị em. Chị em sao? Chị em ngồi dưới á rồi. Chị em đó đó hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá, xinh xắn quá trời. Coi coi giống chị em không nha. Em chào anh Quyền Linh. Chào em, cũng dễ thương nhưng khác cái đôi mắt kiến thôi. Em nói cho anh Linh biết cái mẫu người lý tưởng của em là như nào. Đúng rồi, sao? Cao hơn em, từ 1m68 trở lên. Có cao? Dư à, không quá mập. Không thể mập. Biết quan tâm, chia sẻ. Có. Ăn uống thoải mái. Nếu bị bom hàng. Muốn ăn gì có đó. Dạ không gia trưởng. Không có gia trưởng này dễ lắm, kêu gì đem tới đó. Cái gì cũng có chứ. Gì nữa? À, không hô, không hói. Hai hờ hả? Có không? Bên anh có dính hờ nữa không? Có đứa nó nói 3 hờ nữa. Không hô, không hói, không hôi. Này có 2 hờ đỡ hơn á. Để coi coi được mấy hờ. Thơm. Hổng hô, hổng hối. Mà còn thơm nữa. Hơi hơi thơm. Dạ vậy được rồi anh. Được rồi đúng không? Dạ. Cái mẫu người lý tưởng bạn gái của em là em nói rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao, em muốn sao? Thì cũng như có làn da sáng, cũng như xinh xắn nhỏ nhắn xíu rồi đó. Làn da sáng là sáng sao? Thì cũng như là trắng trắng xíu là được. Không bên này đen lắm anh ơi. Em đừng lấy chị em ra so sánh nha. Bên này em cũng sáng vậy trời. Đúng rồi, đàn gái cũng sáng. Đen trời, sáng á chị. Trời chị cũng đen sáng. Em ơi, ngâm ngâm da nâu nhìn lâu thích lắm. Dạ thì cần sáng mặt sáng là được. Ừ, có sáng. Em không thích đàn ông cái điều y. Gì vậy? Trời, anh Linh, anh hỏi gì vậy? Hơi lộn. Em không thích cái điểm nào ở phụ nữ? Ừ. Vô lễ với người lớn à? Ai đâu vô lễ, em là không có đâu. Hơi hay ghen cũng không vấn đề. Không ghen thì người ta thương mình, người ta mới ghen nên không là vấn đề gì ạ. Hơi dữ xíu cũng không sao. Không sao. Hơi nóng tính xíu. Em chịu đựng giỏi lắm ạ. Còn em không thích gì ở người đàn ông. Dạ không thích hút thuốc, không thích thả thính lung tung. Hay không thích gì. Có thả thính lung tung, thính bay lung tung là không thích, đúng không? Em là quen em là phải cam kết với em là 1-1 thôi. Mà quen em mà sơ cua nhỏ khác nữa là em không chịu. Cưng cưng. Mình có hay thích sơ cua nhẹ gì không? Em mà nếu như mà yêu ai thì sẽ là chỉ 1 rồi. Còn lúc mà chưa yêu thì có thể sẽ tìm hiểu nhiều người ạ. Anh nói rõ quan điểm hợp lý. Được. Tức là nếu mà trong quá trình tìm hiểu thì anh có quyền tìm hiểu nhiều người. Đúng, mà đã yêu thì xác định chỉ 1. Không, chị hoàn toàn đồng ý. Thế là quan điểm rõ ràng rồi đó. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Hôm nay em đi với sếp và đồng nghiệp của em ạ. Ý kiến của sếp thế nào? Chào chị. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào Nam Thư. Dạ, chào chị. Chào em trai. Và cũng chào bên họ nhà trai. Em tên là Phương Nga, là quản lý trực tiếp của bạn Bình. Em thấy bạn trai bên đây thì chị thấy là bạn rất là hiền, cũng phù hợp với em. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cho tôi gặp đại diện đàn trai thế nào. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý khán giả. Chào em. Thấy bạn gái bên đây thì cũng dễ thương. Thấy hai bạn này cũng hợp, dễ thương. Em mong hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào nha, cho hai trẻ gặp mặt. Hôm nay đến đây thì em có món quà muốn tặng cho anh. Ở trong này là một cái khung hình. Bây giờ thì nó chưa có hình ai hết, nhưng mà em hy vọng là mai mốt mình tìm hiểu sâu hơn thì cái khung hình này sẽ để hình em với anh. Cảm ơn em ạ. Bây giờ nghe nói đàn gái hát hay lắm, mình hát bài tặng đàn trai cái coi. Anh hát chung với em đi. Bài gì vậy? Bài Một Nhà. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giờ, đôi khi mơ cùng một giây, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta mơ chung một lối đi, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hát không nhìn nhau tình cảm gì đó thiệt, hai đứa này. Bây giờ nhìn mặt nhau nè, tình cảm đó, nhìn thẳng vào nhau. Dạ nhìn rồi anh. Đó, chúng ta cảm nhận gì về người đối diện? Anh gặp em, anh thấy em sao, có giống trong tưởng tượng của anh không? Là cũng như là nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng ạ. Nhưng mà anh thích người nhỏ nhắn. Dạ. Em cảm nhận thế nào về ảnh? Em thấy ảnh rất là hiền, đẹp trai, cao hơn em. Không biết là công việc của anh như vậy thì anh làm từ sáng đến tối luôn hay là sao? Dạ bình thường là mình làm từ 6 giờ sáng mình tới 4-5 giờ chiều mình về, rồi buổi tối mình dành thời gian cho bạn bè và giải trí. Dạ. Vậy công việc đó thì anh định làm đến khoảng thời gian bao lâu nữa? Chính xác là bao lâu nữa anh? Dạ là khoảng thời gian là khoảng 1 năm mấy nữa. 1-2 năm nữa khi mà anh dừng công việc đó thì anh dự định anh làm công việc gì chưa? Là mình về xin về khu công nghiệp ở gần nhà mình làm về điện à. Vậy là anh sẽ đi về quê? Đúng rồi ạ. Dạ. Anh có gì hỏi em không? Thì em có thể còn anh về quê Tây Ninh được không ạ? Dạ nếu hồi đó có công việc cho em thì em cũng rất là sẵn lòng, mà quan trọng là cái lúc mà trong quá trình quen anh đối xử với em như thế nào nữa. Thì anh ở quận 12, em ở quận 9. Tuy có xa nhưng mà anh có thể chạy xuống được. Nếu mà tương lai hai đứa lấy nhau thì kinh tế ai quản lý? Em nắm. Em thẳng thắn vậy luôn hả? Em nắm. Kinh tế lấy nhau về là em là người nắm. Anh chỉ việc đưa tiền cho em thôi, mọi việc cứ để em lo. Đúng, chính xác. Tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của em, đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Rồi, hợp lý. Dứt khoát vậy đó hả? Dạ. Rồi em hỏi mỗi tháng em chi cho anh bao nhiêu phần trăm trở lại? Nhật. Hỏi đi Nhật. Mình mạnh mẽ lên, sao cứ ngồi nhìn dưới đất vậy? Thì cũng như là anh cũng có bạn bè đó, nếu như anh đi bạn bè thì em có chi cho anh một phần nào đó được không? Có, tất nhiên là sẽ có một khoản riêng, ăn nhậu hay là đi chơi gì đó là có khoản riêng rồi. Nhưng mà anh đi chơi ở đâu đó phải nói với em biết, đặng em chi tiền, còn nếu mà không nói thì em không chi. À vậy hả? Dạ. Ví dụ đi cà phê là tiền cà phê riêng 50-70. Dạ. Đúng không? Dạ. Đi nhậu là khoảng 5-700. Dạ. Còn đi karaoke? Dạ ví dụ, nhưng mà nếu mà chính xác nhất là tốt nhất là mang bill về. Dạng giống như là công ty vậy đó, mang hóa đơn về cho tôi để tiền. Trời ơi. Có bill nữa hả? Đem bill. Chà căng quá giờ. Thật ra là hồi nãy giờ em giỡn anh thôi. Còn mấy cái này cứ vậy đi, anh đừng có để bụng nha. Anh cũng muốn vậy mà. Trời ơi. Mạnh mẽ lên cưng. Nãy giờ em nhìn cô gái này nói chuyện nãy giờ đó, mình cảm giác trong con người mình có thay đổi chút xíu gì về nhịp tim không? Dạ nãy giờ là tim em là cũng như nó tăng lên mấy lần rồi đó. Nó tăng lên mấy lần rồi ha. Còn em thấy Nhật sao nè? Dạ em thấy bạn ấy rất là hiền. Nếu mà bạn ấy quen em thì chắc em phải huấn luyện bạn ấy giữ thêm xíu nữa. Bạn hiền quá. Dạ. Hiền quá. Không, nhưng mà em cảm giác cặp này hợp khủng khiếp. Ừ, nhưng mà huấn luyện riết nó giữ hơn mình là mệt lắm á. Giờ mình nắm tay cái cho hết run được không? Dạ được. Điển tới liền. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Nắm hai tay bỏ cái túi kia xuống đi. Đưa đây, đưa đây, chị cầm cho, chị cầm cho. Rồi, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Mai mốt về tiền bạc anh đưa hết, em cũng cho nhiêu cho. Mình thấy, anh thấy bạn, anh thấy em đấy dễ thương hả? Hai mình cùng cho nhau cơ hội nha. Nhìn mặt ta anh nói, anh không nhìn em. Đúng rồi, không có thiệt tình. Anh thấy em rất là dễ thương, hay anh với em cho nhau cơ hội cùng bóng nắm nha. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn em. Trở về ghế. Dễ thương hết sức hà. Đây là cô gái làm sale mà. Rất là năng động. Đúng rồi. Rất là lanh lợi. Còn em trai đây rất là hiền. Ta bom hoài là đúng rồi đó. Có gì học kinh nghiệm ở đây nha. Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút bấm nè. Đây là quyết định của cuộc đời các bạn đó. Chúng ta nếu không rung động con tim, chúng ta không cần bấm, để cho người khác bấm. 3 2 1. Hết giờ. Hết thời gian. Chúc mừng em. Đây quà của cưng nè. Đấy, cầm. Nắm tay nhau đi. Sao em gái bấm chậm vậy? Có gì mà băn khoăn không? Thật ra đối với em thì bạn ấy khá là hiền, vậy là được rồi. Nhưng mà còn phần công việc thì em muốn bạn ấy thay đổi. Thì khi nào tụi em tìm hiểu nhau, nếu ok thì em sẽ bắt bạn ấy thay đổi. Chị tin là với cái gọi là cái sức mạnh lớn lao của tình yêu thì Nhật sẽ thay đổi. Không có, đôi khi là tại cái công việc đó nó vất vả nhưng nó có một sự trải nghiệm rất là tốt. Dạ. Chị ấy cũng học đại học ra mà cũng có bằng cấp, cũng giỏi đấy. Bây giờ thì xin phép sếp với chị ha. Xin chị cho em hôn bạn gái một cái à? Rồi, từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh nha. Bắt đầu. Gì vậy? Không đi, không đi. Gì vậy? Trời ơi. Xuống dưới má. Hôn cái trên trán giờ, hôn trên má nữa lỗ. Vậy thì em hôn lại đi. Đúng không? Cho nó quệ. Cho nó quệ. Chủ động mạnh mẽ lên. Anh Đức thích tính cách các em đó. Bắt đầu. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Rồi, hay quá. Em thấy là chưa đụng. Em là em thấy thơm. Không, chưa đụng không được. Chưa đụng kìa, người ta nói chưa đụng. Nào, bắt đầu. Bên kia thấp xuống. Cái này nhón lên. Bắt đầu. Rồi. Rồi chưa? Một chút ruột rè, một chút cảm nhận về sự yêu thương. Hy vọng rằng những điều đó nó sẽ tăng theo lũy tiến của thời gian. Hy vọng các bạn sẽ tìm hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Dạ. Wow. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi trai. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan, và chào chị nữ bên kia. Thì em tên là Vinh, em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Dạ. Mình bán mỹ phẩm hả? Dạ mỹ phẩm dược phẩm. À dạ. Bán dược phẩm mỹ phẩm luôn. Dạ dạ. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. À tức là mình ở nhà trọ đó hả? Bạn dạ. Trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Dạ. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quyền Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Dạ em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Hiện năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Là em là hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. Sinh viên là coi như là 2K mấy đó, hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Dạ tại vì thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi, cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ từ năm lớp 9 thì em bắt đầu đi làm và rời xa gia đình rồi ạ. Thế em sống với ai? Em sống dạ, lớp 9 thì em đi làm hè á chị. Những khoảng thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Dạ. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê ở Nam Định. Nhưng mà thật ra thì em không biết Nam Định là gì hết. Em nhỏ, em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi ạ. À. Dạ anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? À 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp trên. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? đi học. Đi học trường đời. Thấy ta chững chạc ghê chưa? Dạ. Không? Dạ, dạ. Mình cũng mạnh mẽ lên nha. Dạ. Đó, tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. Dạ. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Dạ. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm, mua gì? Mua những cái đồ đạc trong nhà anh. Thích là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích là mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Dạ. Mà kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ kinh tế em thì khá ổn chị. Dạ. Khá ổn luôn. Dạ. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn, muốn mua gì mua, nghiện mua luôn được chưa? Là cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á, tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ sao? Ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Dạ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Dạ. Không xài nó bí, nó trốn mất tiêu luôn vậy. Dạ dạ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ ha. Rồi mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Dạ em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Bởi vì em rất là yêu thích nói cho nên là em đăng ký vào khoa báo chí cũng là vì em thấy là em có ưu điểm là nói. Em thấy là em nói tốt cho nên là em cũng ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Thấy câu này được đó. Lan qua bên đây ngồi, để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Chắc phải vậy đó. Mời em qua đây. Qua đó ngồi, mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi em lo gì. Trời ơi. Người đó mới ế đó. Giọng hay đó nha, giọng này dễ nhớ lắm á. Với gương mặt xinh xắn này, không chỉ làm biên tập viên mà có thể làm MC luôn. Mai mốt biết đâu làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dẫn chung với một người con trai nào đó. Trời ơi. Đâu có kế thừa thiệt mà. Vậy là thành hậu bối của chú Quyền Linh. Đúng rồi, hậu bối. Điểm mạnh đó nha, thấy đây là được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn đó. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Mình có khuyết điểm không? Dạ em nghĩ thì chắc chắn là con người thì không ai hoàn hảo rồi, nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu ạ. Nóng tính. Đấy là mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Dạ, lúc này em cũng nhiều năng lượng hết. Lúc nào nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười. Không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường thì nhưng mà Lan là tới bao mết nên bao quạo năng lượng nó xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui. Còn bà sai bà tát vào bên mặt quạo. Sao? Dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi thấy luôn. Nam định vô thấy bên đây hết vui. Giỡn thôi mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Khuyết điểm nãy giờ chưa nói tới, chưa thấy khuyết điểm luôn đó em. Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính đó chị. Nóng tính đó hả? Đó. Dạ. Nhưng nóng nhưng mà biết sai là người ta cười trừ đó. Không? Đâu có, đó đâu phải nóng tính. Nóng tính. Sao mình có nóng tính không? Dạ cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đứng trước mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi chứ nói năng gì. Rồi sao được không? Em thường nếu em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói, em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ em không có. Bên đây nóng quýnh à, em chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gài á mà không được thôi. Bên đây người ta nhẹ nhàng, người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao? Dạ, thường nếu mà nóng tính thì nếu mà anh im lặng thì không, nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó, chứ em không muốn là cả hai im lặng thì cái chuyện đó nó sẽ, nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vào, lâu dần sẽ trở thành là một cái gì đó không thể nào mà xá giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói thì thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Nóng quá họ nói, họ hết nóng thì họ sẽ nói. Họ nóng nhiều hơn nữa. Thấy không? Dạ. Vậy cũng được đó. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên quýnh thiệt. Em luôn tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị nói lắm, may mắn lắm rồi đó, thiệt á. Cái người nào mà chịu nghe lúc nóng là mệt là đỡ lắm á. Thôi nha, cái đó một chút nữa mở rào mình giải quyết. Đây mấy mối tình đời anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Dạ. Chính thức hả? Dạ. Còn gọi là đâu riêng là nhiều lắm hả? Dạ cái đó giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi. Thì nói chung là chỉ uống cà phê giống như nói chuyện với nhau thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hai mối tình đó lâu không? Dạ một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. Cũng yêu nhiều rồi nha. 5 năm à? Dạ. 5 năm sau chia tay? Thì lúc mà thường mối tình đầu tiên của em á, lúc 5 năm á là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Thì nói chung như vậy nó kéo dài 5 năm. Ở trong thời gian cái khúc cuối mối tình đó là hai người giận nhau 1 tháng. Nhưng mà lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Nhưng vô tình thì nó nảy sinh tình cảm. Nhưng mà em không biết. Em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là quay lại có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Yeah. Đúng không? Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó, chi người ta con gái mà người ta còn ngời kiểu đó là biểu làm sao? Dạ. Mình đàn ông phải tranh thủ liền, mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ, có cái gì thì nói liền. Dạ. Hết giận là hết nóng tính là phải nói liền để mà còn trời ơi, tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ. Đúng không? Dạ em cũng thấy mình sai. Dạ. Có tiếc không? Dạ. Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi, như vậy là không được. Dạ. Thôi rút kinh nghiệm ha. Dạ dạ. Mình im lặng khi mà hết nóng rồi mình quay là mình nói liền luôn. Nhưng mà em yên tâm đi, với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Bà nói cho em nghe. Bà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ. Em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em là người ít nói. Nên đừng thích nói nhiều. Dạ. Mệt lắm, càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ dạ. Mà nó vui. Nó vui nha. Nhiều khi nó không có vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Tới rồi đó, không có vui nổi. Vui. Mà thôi kệ, cũng phải vui bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi, bản chất của người phụ nữ rồi. Nó là Lúc đầu nó khó chịu nhưng sao nó quen, nó vui. Dễ gì không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Được. Đúng không mấy chị? Được. Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi, tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được, phải thích. Nghe từ từ nó quen, quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi, riết một chạy coi nghe càm ràm ngồi cười thôi, từ từ giống như đây nè, đúng không? Cười vậy thôi ha. Mình chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ, có một mối ạ. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Đúng rồi. Lớp 9. Lớp 9. Dạ. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ, lớp giữa lớp 10 ạ. Giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Bé này cũng ra đời sớm yêu. Cái thằng bé kia nó cũng yêu sớm nữa. Thằng bé kia cũng yêu sớm nữa. Yêu vậy... được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn một năm ấy ạ. Ồ, cũng lâu quá hả? Cô đậm đó. Dạ. Lớp 10 mà yêu cũng khá dữ ha. Vậy là có kinh nghiệm trên tình trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp các bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Rồi bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh. Nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề trung thủy lên hàng đầu. Trung thủy gì? Nó mới lớp 10 mà trung thủy gì nói. Phải chỉ nó lớp lớn trung thủy. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng rồi, nó còn biết đó là cái gì nữa. Thành ra cũng chưa có khả năng để trung thủy đâu, đừng có lo. Bé nó còn mới lớp 10 ha. Rồi bây giờ mình cần trung thủy nè, bây giờ mới là trung thủy nè. Dạ. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu trung thủy là gì. Bé này còn chưa biết trung thủy là gì luôn. Trời ơi trời. Rồi, bây giờ trung thủy là gì nữa? Dạ với lại biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm đúng rồi. Gì nữa? Chỉ cần biết quan tâm, với lại em thấy là kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng một xíu. Ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là gọn, body săn chắc, ôm fit vô trong người không ạ? Đó. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Vậy là ngôi sao điện ảnh. Dạ em thì em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này song hành á. Song hành với em luôn á. Cũng được. Này song hành với em luôn. Bên đây coi ngon á, đẹp trai đó. Dạ. Rồi bây giờ mình nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là mục tiêu của em là phụ nữ đó. Phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Trời ơi. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai chung tình được mãi không? Dạ em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình đang làm ai làm mối, tự nhiên mình hỏi có ai chung tình được mãi. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi, đừng nói những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ, nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi thì cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Dạ, không? Dạ. Nhưng mình phải trung tình nha. Dạ, mình nói có gì cái nó tôi không trung tình được mãi là không được nha. Dạ. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Rồi gì nữa? Trung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa? Siêng năng chút anh, siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn, lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự lo rồi. Năng động sáng tạo, nhanh nhẹn. Dạ. Năng lượng tích cực. Dạ. Gì nữa? Thì em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư. Dạ. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em. Đâu? Dạ. Đồng nghiệp. Chào đồng nghiệp. Dạ. Tập gym chung luôn ha. Dạ em là đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin con xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là đồng nghiệp của Vinh, là người đồng hành cùng Vinh trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ thì bạn rất là xinh xắn, dễ thương và rất là hoạt ngôn. Dạ. Đó. Và em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Dạ, đó. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ dạy cho bạn nói cũng được. Dạ. Dạy nói luôn hả? Dạ dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi. Dạ. Làm như nó mới thôi nôi vậy, dạy nói. Đó. Còn về phía bạn em thì nó là Vinh à. Bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo đèn qua rồi bấm chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm gì Lan người đẹp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được, thấy chưa, nghe nói bạn nói tích cực quá ha. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết. Mọi người thân của em đều ở Gia Lai. Có em lên đây học đại học cho nên là có một mình em ở trên này. Rồi có chị Lan. Bé này tự tin lắm. Đúng. Không cần ai hỗ trợ luôn. Dạ, em tin là mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên. Dạ. Bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào, mở đầu. Bắt đầu đi. Wow. Chào em. Dạ. Dạ em cũng gửi em. Cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi, xinh đẹp nữa. Dạ. Thì nãy giờ anh ở bên kia anh chưa có gặp mà em thấy em rất là nói chung em rất là good. Biết nói gì? Đẹp đôi thì em đẹp đôi ha, rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị. Em chỉ một câu gu em. Gu em ạ. Gu rồi đó. Dạ không sao, cái mà anh ít nói thì về vô, em sẽ bù trừ lại được hết. Tất dạ, cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Thôi, bây giờ về ghế ngồi đi ha. Về ghế ngồi mình nhìn nhau, đối diện nhau, mình giao lưu chút xíu đi. Quay ghế qua cơ. Quay mặt ra. Đó. Hẹn hò sao là mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? Em thấy một tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần thì em thấy là sẽ tốt. Ok. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá, bởi vì em nghĩ là tình yêu thì nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau, bởi vì em nghĩ là em cũng khá là bận ạ. Tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Thì em thường làm xung quanh Sài Gòn hay là em có đi tỉnh nữa? Dạ không, em làm hiện tại thì em đang là sinh viên ạ. Dạ, nên là sinh viên ạ. Dạ. Sorry. Nên là em mới làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Okay. Dạ. Em nghĩ là một tuần mình gặp nhau 2 lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ 2 lần cũng được ạ. Okay. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Ok. Dạ. Em thấy là anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân, cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Ok. Không, thực sự lúc những one chat á, dạ, anh hay đi mua sắm tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Dạ. Thì để anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Dạ. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu ạ. Yeah. Tại vì em sẽ trở thành cái câu trả lời để giải đáp, để khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Yeah. Dạ. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Anh lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Trời ơi. Thì nhưng mà thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Dạ không. Okay. Anh Lệ Thanh chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là em đã hát trai không có hay lắm. Dạ không. Ok. Sao anh thường anh hát không mít. Nhưng mà nếu mà em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Nhưng mà anh hay quên lời lắm nha. Dạ không. Okay. Sao. Nếu mà bài đó biết thì em sẽ hỗ trợ anh. Ok. Dạ. Em biết bài về đâu mái tóc người thương không? Dạ em biết sơ sơ thôi ạ. Anh sẽ hát vài câu thôi nha. Dạ. Tại anh không anh hát karaoke không ạ? Ít khi. Chị Lan nhắc lời cho. Dạ. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Về đâu làng tống sò bên rèm. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói. Khép tâm từ lại thôi. Phương Hoa vẫn chưa mở lối. Đừng lắm không chạy. Em xin hết. Tôi nhắc nhiệt tình quá không? Rồi bé Ngân hát đi bé Ngân. Dạ em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Dạ đó là bài hát của Trúc Nhân ạ. Bài Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Okay. Dạ. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Sao tôi... Em xin lỗi ạ, em quên lời, đợi em chút. Hết hôn này anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nào phải công viên. Dạ, em xin hết ở đây ạ. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ, với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Dạ. Thì em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Dạ, thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên thì em nghĩ là thật ra là cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, nên là khi mà em nghe anh cất những cái tiếng nói đầu tiên thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Ok. Dạ. Vậy mình cho nhau cơ hội nhé. Bây giờ con bé nó còn nhỏ quá, nó có 20 tuổi, mình có nên hỏi sâu về vấn đề từ từ kết hôn sinh con đẻ cái không? Từ từ đi. Bây giờ quan điểm về tình yêu của mỗi bên đi. Chăm sóc quan tâm thế nào, cần người đối diện làm cái gì cho mình, không thích cái gì mình nói cho nhau nghe hết đi. Có quan điểm về tình yêu đó. Thì cho anh hỏi em nha. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Dạ, okay. Em nghĩ là thường thì tại vì em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau kiểu em cũng không biết nói sao nữa. Tại em cần cái gì? Dạ, em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Dạ, bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là cái việc mà cả hai người chắc chắn là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Okay. Dạ. Thì anh quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, đầu tiên là hai người phải thi chung với nhau. Là cái đầu tiên, thứ hai nữa là hai người phải giống như là phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Và thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung với nhà. Đó là cái suy nghĩ của anh về tình yêu. Em nghĩ như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha. Nắm tay bé, hai đứa đứng nhìn nhau 30 giây. Nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Và nói tất cả những cảm nhận của mình về người đối diện nha. Rồi, mời em trai. Chị cầm cái bông cho. Dạ, em cảm ơn chị. Em xin lỗi run quá. Không, anh không thấy em run. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh là tại vì máy lạnh, nó lạnh quá em. Máy lạnh trường quay này hơi xịn nha. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì, nói với nhau một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nè. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Mời ông Mai ạ. Dạ. Bây giờ tôi sẽ hỏi nha. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Đứng yên nguyên đó. Hứa với bạn gái điều gì đi, nút đã bấm rồi. Dạ. Hứa gì nói lớn lên. Nói đi. Nói lớn lên nào. Dạ không biết nói gì anh. Hứa cái gì đó. Dạ. Anh hứa từ bắt đầu ngày hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Anh hứa anh sẽ đem đến rất nhiều cái niềm vui cho em. Và anh sẽ không để em làm buồn lòng gì đó. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Sao chị? Em đợi hoài nữa. Em đợi. Khó chịu quá chị. Rồi, đó nói đi. quay mặt vô với nhau giống như nãy vậy đó. Hỏi em có tin anh không? Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Thôi mọi người đừng làm khó anh nữa. Thì em có cái câu nói về hay không? Tại anh không minh truyền thông, anh không biết nói. Anh nói hay. Đâu cần truyền thông. Thôi bây giờ không nói với bạn. Tuy mình nghĩ sao, con lòng mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Bây giờ chị Ngọc Lan chỉ nè. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình thì không nói được với bạn gái mình mắc cỡ thì mình nói với gia đình, nói với bố mẹ. Ở nhà em còn bố mẹ đúng không? Dạ. Ừ, nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết đó. Sẽ ra hứa là sẽ ra thăm gia đình, chào gia đình đó. Dạ. Thì em hứa là sẽ chào hai bác, chào gia đình và hai bác. Thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Thì nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Okay. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất xúc động với này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Bản thân chị Lan cũng rất mong có một người đàn ông mà về ngoại hình là cao to vạm vỡ như vậy để chị Lan có thể nương tựa. Mà nhanh lắm chị Lan. Đa số không có ai mà có người đàn ông nào mà cao trên mét 7 mà cua tôi hết trơn á. Tôi cũng hơi buồn. Tôi nhìn vậy tôi cũng ứa rồi. Rồi. Một nụ hôn. Ê, hai đứa hôn nhau là hình ảnh đẹp lắm nhà nè. Đây chị Lan chỉ cho nè. Sáp lại. Đó, hôn nhau. Quá trời đẹp luôn. Giống phim Hàn Quốc lắm. Em thấy em có sợ không? Ôm bạn gái vô, ôm ghì chặt bạn gái vô để chạy mất bây giờ. Cho xin hung hơn được không chị? Em muốn làm gì em làm. Xin hung thôi nha. Nó hung mà nó thích vô một cái rột luôn á. Rồi, dạ. Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Bé Ngân ở đây có một mình thôi. Dạ. Rất là cô đơn. Dạ. Và gần như là không ai bên cạnh bé Ngân cả. Dạ. Một cô gái bé nhỏ như thế rất là tự tin, rất là bản lĩnh. Dạ. Một mình bước một mình. Dạ. Ở một thành phố đô hội thế này cũng dạ. gặp rất nhiều khó khăn đó. Dạ. Nhìn như thế thôi nhưng bé rất là cô đơn mỗi khi mà có công việc gì đó. Dạ. Hãy bảo vệ bé Ngân và chăm sóc bé Ngân nha. Dạ dạ. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Dạ. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ. Rồi em cảm ơn chú Quyền Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Dạ em xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Nhớ có Facebook chị Lan không thì nhắn tin cho chị Lan thông báo tình hình của hai đứa cho chị biết nha. Dạ, dạ. Chương trình